Đã là người trong gia đình rồi thì không có sai lầm gì lớn tới nỗi không nhận được sự tha thứ từ tất cả mọi người. Nếu như mọi người nghĩ rằng mình đối xử với Sanchi như vậy là xứng đáng với em ấy thì vô tình chúng ta đã đẩy em ấy ra khỏi gia đình chúng ta rồi đó mọi người à. Con cũng đã từng bị mọi người đối xử giống y như là Sanchi vậy, cho nên con hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi một mình là đau đớn như thế nào. Chính vì vậy con không muốn Sanchi cũng phải chịu nỗi đau này. Đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Con thấy chị dâu con đối xử với con như thế nào chưa hả con gái? Chị con lúc nào cũng nghĩ cho con hết, trong khi con lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho chị dâu của mình. Chị dâu con không biết bao nhiêu lần bị con xúc phạm rồi, nhưng vẫn cố gắng để bảo vệ cho con. Wow Sanchi, tôi thật sự khâm phục cô rồi. Nhờ có chị Anandi đó mà bây giờ cô lại có được vị trí ở trong gia đình này. Anh Si chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho cô mà thôi. Cứ việc vui lên đi. Tôi tin là bà chị ngốc nghếch đó sẽ làm được. Chị ta là thiên thần trong mắt mọi người, còn cô chỉ mãi mãi là con ác quỷ mà thôi. Vậy thì tại sao con ác quỷ này lại không nhờ thiên thần che chở cho? Ganga, đưa Manu lại đây. Bác muốn làm tia lát cho thằng bé luôn. Dạ được thưa bác. Đâu có được, làm như vậy là sai nguyên tắc. Nếu để cho Gena làm như vậy là không có đúng đâu đó. Dạ thưa bà nội, đối với Manu, bác Gena cũng như bà vậy, nên cháu nghĩ chắc là được. À, thôi, nếu đã nói như vậy thì được thôi à. Quan trọng nhất là tấm lòng. Cứ làm những gì mà mình muốn đi, làm đi. Đây là quà em tặng chị. Chị cảm ơn em. Cuối cùng thì chị em mình cũng đã nói chuyện với nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Em không biết là chị hạnh phúc như thế nào đâu. Chị Sanchi, chị vẫn luôn luôn là chị họ xinh đẹp của em kia mà. Chuyện đó mãi không bao giờ thay đổi được. Nè Sanchi, chuyện qua rồi. Dù có đau á và dù có buồn thế nào, cháu cũng quên hết đi. Ông nói đúng, cháu sẽ cố gắng quên hết mọi chuyện. Nhưng có lẽ anh Si vẫn còn giận cháu lắm. Chính vì vậy mà mới sáng hôm nay anh đã đi mất tiêu rồi. Hôm nay là ngày lễ quan trọng mà. Anh à, em có chuyện quan trọng mà Sanchi. Anh Si có nói với chị là anh ấy sẽ tranh thủ về sớm.
Em hy vọng anh sẽ về sớm. Nếu như anh hai không chịu tha thứ cho em thì em cũng không thể nào quên được chuyện trong quá khứ đâu chị. Em tin chị đi, anh ấy sẽ về mà. Đợi chị chút, để chị gọi điện thoại kêu anh ấy về nhà liền. Đó, ảnh kìa. Cái này cho em. Anh nghe nói nếu như chúng ta bỏ thời gian ngắm nhìn những con cá này bơi lội thì tâm trí và trái tim của chúng ta sẽ rất bình an đó. Cảm ơn anh hai. Cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, em đừng có khóc nữa. Anh đã tặng quà cho em rồi. Giờ thì em tặng gì cho anh đây hả? Đó, tôi đã giải thích hết cho anh hiểu rồi đó. Tôi muốn trang trí nhà mình như thế nào. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Không thưa bà, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ trang trí cho nhà của bà. Ai ai cũng phải khen hết thưa bà. Nếu như ai cũng chỉ biết lo ngắm nhà thì ai sẽ ăn mấy cái đồ ăn do mọi người chuẩn bị đây chứ? Tôi nói có đúng hay không? Dạ đúng đó bà. Tôi sẽ gửi cho bà một vài món, mời bà nếm thử. Món nào ngon thì chúng tôi sẽ làm món đó. Tôi xin phép. Dạ, về cẩn thận nha. Mẹ, sao hỏi đến đây vậy? Lễ Diwali đã làm rồi mà, tại sao lại phải làm đồ ăn nữa chứ? Ra đây đi, Sumitra, Gaina. Mọi người đi đâu mất tiêu cả rồi? Ra đi, cháu dâu của bà đâu? Mẹ à, sao vậy? Bữa giờ mẹ tin một chuyện mà chưa nói cho mọi người biết. Sao chúng ta không tổ chức lễ cưới cho Zadid để mọi người được chứng kiến chuyện này? Sao lại không thể mời mọi người tới đây được chứ? Sao lại không cho Zadid và Ganga được ban phước lành hả? Tại sao không? Chúng ta nên để chuyện này cho dân làng biết để họ không còn bàn tán xôn xao nữa chứ? Thần linh cũng chấp nhận chuyện này mà, gia đình mình cũng chấp nhận mà. Vậy thì tại sao chúng ta không chia sẻ chuyện vui này với tất cả mọi người chứ? Nhân là cũng đã đến đây nói với mẹ rồi. Họ chấp nhận anh ga như một đứa con của cái làng này. Để đáp lại tình cảm của họ, chúng ta phải đãi tiệc mời họ chứ. Sẽ còn phải mời thêm nhiều người khác nữa. Do đó mẹ đã quyết định rồi. Vậy để cho Zadid và Ganga thực sự hạnh phúc trong ngày này, chúng ta sẽ phải bắt đầu ngay từ bây giờ mới được. Nhà chúng ta sắp có tiệc nữa hả bà? Đúng rồi đó cháu. Bà của cháu đã chuẩn bị hết mọi thứ, từ đồ ăn cho tới trang trí nhà cửa. Bây giờ chỉ cần gửi thiệp đi là được rồi. Thì ra bữa giờ mẹ lo chuyện này đó hả? Anh hai, mẹ đã làm tất cả những chuyện này. Chúng ta cần phải nghe theo lời của mẹ thôi. Nếu không làm ngay bây giờ sợ sẽ không kịp đó anh hai à. Nhưng chúng ta có rất nhiều khách khứa cần mời, thời gian lại ít quá. Giờ chị hãy lập ra danh sách những người chúng ta cần mời đi. Nhớ là đừng sót ai. Được, tôi sẽ làm chuyện đó. Mẹ ơi, chúng ta sẽ gửi thiệp mời tới người trong làng. Nhưng còn gia đình chồng của anh đi thì sao? Thì đương nhiên là tôi sẽ nói chuyện với họ. Mọi người mau chuẩn bị đi, có rất nhiều việc phải chuẩn bị đó.
Alo. Là tôi đi. Ôi trời. Dạ xin chào bà. Ôi trời ơi, đúng là quy qua quá. Có chuyện gì đây? Sở dĩ hôm nay tôi gọi điện thoại đến gia đình ông là vì tôi muốn mời nhà ông. Không biết ngày mai có thể đến nhà tôi một chút để mà để mà tham dự lễ cưới thưa bà. Đúng rồi. Lễ cưới của gia đình. Đây là một dịp quan trọng. Cái gì? Lễ cưới hả? Thần linh ơi. Dây chừng nào? Tôi nói rồi mà, ngày mai. Ngày mai. Tôi biết là có gấp rút, nhưng mà tôi xin chấp tay cầu xin ông đó. Ông với gia đình nhất định phải đến đây để chung vui. Chúng tôi phải đi chứ. Anh đi với Lan Si tụi nó ra ngoài ăn trưa rồi. Đi với San Chi và Ma Hy. Chừng nào tụi nó về tôi sẽ nói lại. Bà không cần phải lo đâu. Dạ được ông. Vậy hẹn mai chúng ta gặp lại. Được rồi. Dạ chào ông. Ba ơi ba, ngày mai có tiệc hả ba? Con không nghĩ là chúng ta nên đến đó đâu ba. Ba cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ để con đối mặt với Sadiq và gia đình của cậu ấy, thật sự con không còn mặt mũi nào đâu ba. Nói thiệt là ba cũng thấy căng thẳng. Ba cũng giống như con thôi. Nhưng mà chuyện này còn phải kéo dài cho tới bao giờ? Không sớm thì muộn. Chúng ta cũng phải gặp mặt họ thôi. Nếu như giờ chúng ta từ chối không đi, họ sẽ nghĩ là chúng ta còn nhớ chuyện cũ, rồi lại sinh ra nhiều chuyện khác không tốt đâu y ra. Chúng ta có buồn thiệt, nhưng cuộc sống là vậy đó. Ra đi nó có thể bước đi thêm bước nữa. Chúng ta cũng phải nên tới đâu để chúc mừng cho thằng bé. Ba nghĩ là nên đi. Em thấy ba nói rất đúng đó chị à. Nhưng con nghĩ là chúng ta đừng để con bé San Chi đi tới đó được không? Phải. Toàn bộ cái làng đó đều biết chuyện của nhà mình. Mà mọi người cũng biết cái làng đó ai cũng yêu thương và tôn trọng Zadid. Biết họ sẽ làm gì con bé San Chi đi. Con không muốn cho con gái của con phải chịu thêm tổn thương đâu. Cho nên không được đâu Alok. Chúng ta không thể nào để con bé một mình ở nhà được đâu anh. Để em ở nhà cùng với nó cho chị. Mọi người đi đi. Mọi người cứ đi đi. Ngày mai anh có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng của anh rồi. Ma Hy không đi được đâu, vì ngày mai thằng bé cũng bận việc rồi chị à. Được rồi. Vậy anh đi, Si, ba và vợ con, bốn người cùng đi đi. Thôi được. Nhưng mà hay là chúng ta đừng cho con San Chi biết, mặt công nó lại buồn. Không ai nói con bé biết đâu thưa ba. Em đồng ý với mọi người không cho San Chi đi cùng chúng ta là một điều rất là sáng suốt. Em ấy cũng không nên biết những chuyện này. Nhưng Si à, em chỉ sợ nếu chúng ta giấu chuyện này, lỡ như San Chi phát hiện ra chúng ta đi tới đó vì anh Sadiq thì sao hả anh? Em xin lỗi. Em nói chuyện làm cho anh viết lộn tên hả anh? Anh bị em làm phân tâm hả? Không đâu anh đi, do anh bất cẩn thôi mà. Những gì em nói không sai. Nhưng anh tin dù cho San Chi có biết chuyện này thì cũng không sao hết. Con bé sẽ hiểu được tại sao chúng ta làm vậy, có đúng không? Ai? Nhanh lên đây! Mẹ lên đây! Đúng rồi! Nếu như anh mà không tới là tôi sẽ buồn lắm đó nha. Tiệc này lớn lắm đó. Anh mà không tới là sẽ hối hận đó, có biết chưa? Không Hugilachi, tôi hiểu tình hình mà. Tôi biết là đồ ăn sẽ được chuẩn bị kịp lúc. Nhưng mà nếu như anh ở đây thì hay biết mấy.
Ít nhất thì anh cũng biết đường phân chia đồ ăn giùm tôi chứ. Rồi còn lo lắng mọi thứ giúp tôi nữa. Phải, anh phải đến đây đó. Vậy nha. Trời ơi, tại sao lại để mấy cái này ở đây vậy? Nhanh lên đi, không còn thời gian đâu. Mau dây chuyển nhanh lên đi. Đem hết qua bên kia trang trí cho tôi. Thật Linh ơi, còn một đống ở đây là sao vậy? Banu, con chừng té đó con. Nè. Thôi được rồi, không sao, để bà chơi với nó. Cho vô trong bếp đi, còn nhiều việc lắm đó, nhanh lên. Dạ, bà ơi bà, thằng bé này nó quậy lắm bà ơi. Để cháu coi chừng nó cho. Không có sao đâu bà. Ý cháu nói là bà không chăm sóc nó được sao hả? Đi đi. Dạ. Hai bà cháu mình chơi với nhau nha. Đây nè. Đây. Trời ơi, thần linh bàn phước. Cháu có thể chơi một mình đúng không hả Manu? Hay là cháu muốn bà cùng chơi với cháu hả? Ơi trời đất quỷ thần ơi. Thím ơi thím, mọi người đi đâu rồi thím? Sao con không thấy ai hết? Nhà mình chơi trốn tìm hả? Bà của con đi làm rồi con gái. Nghe nói phải tới một cuộc hẹn rất quan trọng. Còn Mahi chắc đang ở trong phòng đó. Nó phải luyện tập để ngày mai còn đi thi nữa con gái à. Còn những người còn lại? Anh chị hai con hả? Dự lễ khai mạc một ngôi trường rồi. Sáng nay thím nghe mọi người nói như vậy đó. Chắc tối sẽ về thôi. Nhưng sao trong nhà không ai nói cho con biết chuyện này vậy thím? Con đang ngủ ở trong phòng mà con. Mọi người lúc đó rất là gấp nên là không nói con biết thôi. Nhưng họ có nói là kêu thím nói lại với con biết. Con cần gì không con gái? Uống trà hay là uống cà phê không? Dạ thôi được rồi, con cảm ơn thím. Sao mọi người lại kỳ vậy? Đáng lẽ ra phải nói cho mình biết chứ. Tại sao không ai nói gì cho mình biết hết vậy? Sáng nay mới ăn sáng cùng nhau mà, rồi ăn trưa nữa. Nhưng sao không ai nói gì cho mình biết hết? Ban ngày sao lại để đèn vậy? Chị hai con hả? Dự lễ khai mạc một ngôi trường rồi. Thím nghe mọi người nói như vậy đó. Chắc tối sẽ về thôi. Cái hộp này. Mình để nó trong đây sao? Mẹ. Con đi đây mẹ. Con đi đi. Hồi đó nhìn mẹ xinh đẹp quá. Nhưng từ trước đến giờ con chưa từng nhìn thấy những tấm hình này. Có phải lúc này là mẹ đang có thai con không mẹ? Không phải con, mà đó là...
Đó là chị gái con. Ồ, là chị gái của con. Phải rồi, giờ con mới nhớ ra, chị ấy vừa ra đời đã mất rồi. Cuộc sống này đúng là kỳ lạ quá mẹ à. Sau này khi mà con lấy vợ rồi, con sẽ có ít nhất là hai đứa con, để cho tụi nó được gọi mẹ là bà nội. Như vậy chắc là mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ đừng buồn nữa mà, cũng đừng nhớ chuyện đó. Có San Chi rồi mà, chị ấy cũng như là chị gái của con. Mẹ cũng coi chị ấy như là con gái mà. Mẹ không nhớ hồi con còn nhỏ chị ấy hay gọi mẹ là mẹ hả? Cho nên từ bây giờ mẹ không được buồn vì những chuyện đó nữa. Đã có con ở bên mẹ rồi, con, chị San Chi nè, và mọi người trong nhà, anh Si nữa mẹ. Thôi mẹ vui lên đi. Dạ thưa mẹ, con phải đi rồi. Mẹ vui lên nha. Cháu nghe ông nói, từ giờ trở đi, những gì buồn phiền thì cháu hãy quên hết đi, đừng nhớ làm gì. Anh nghe nói nếu như chúng ta bỏ thời gian ngắm nhìn những con cá này bơi lội thì tâm trí và trái tim của chúng ta sẽ rất bình an đó. San Chi là con cháu nhà này, là một phần của gia đình này rồi, nên cứ như vậy hoài không được đâu. Đã tới lúc nhà chúng ta nên tha thứ cho con bé rồi đó. Bỏ qua đi, đừng bắt tội con bé nữa. Mình xin lỗi cậu, giờ mình đang rất buồn, không có tâm trạng để nghe điện thoại. Khoan đã San Chi, cậu nói cho mình biết chuyện gì xảy ra đi. Nghe nói cậu và gia đình đã tốt đẹp rồi mà. Phải, đúng vậy, mọi người trong nhà không chấp chuyện cũ nữa. Nhờ có chị Anandi nói vô giùm mình, cho nên mình mới được mọi người tha thứ. Mình cảm thấy rất vui vì điều này. Nhưng chị Anandi lại chơi mình nữa đó. Gì? Chị ta chơi cậu cái gì? Cậu kể đi. Gia đình của mình bây giờ đi qua bên nhà đó hết rồi. Họ bỏ mình trong tình trạng như vậy, mình chỉ có một mình thôi. Mọi người còn giấu mình chuyện này nữa, Angita, vẫn còn chưa hết đâu. Thím mình cũng nói dối mình nữa đó. Tất cả mọi người đi tới đó vui vẻ, họ bỏ mình ở nhà một mình như vậy đó. Trong nhà này không thể tin ai được hết. Bây giờ mình chỉ muốn chết thật thôi cậu à. Mình không muốn sống. Tại sao họ đối xử với mình như vậy chứ? San Chi, cậu không cần phải khóc lóc như vậy đâu. Cậu cũng không cần nói là tìm tới cái chết. Đừng bi lụy quá, mình không thích. Thôi được rồi, cậu tới nhà mình đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, có được không hả San Chi? Dạ biết, đâu đó mình sẽ có cách. Nó sẽ giúp cho cậu giải quyết hết mọi vấn đề. Sao chứ? Thì cậu cứ tới đi, cậu sẽ không còn buồn nữa. Cậu có tới không hả? Được rồi, vậy mình sẽ qua nhà cậu liền. Qua liền nha, đợi cậu. Tạm biệt. Hôm nay em phải mặc bộ quần áo này nè. Bộ sari này nhìn cũng rất đẹp. Em muốn mặc cái gì đó đơn giản hơn. Không được, em bắt buộc phải mặc bộ quần áo này cho anh đó. Em phải là người nổi bật nhất hôm nay. Chẳng phải cô dâu cần phải khác tất cả mọi người hay sao? Anh muốn em trở thành người đẹp nhất. Dạ, nhưng chúng ta đã kết hôn với nhau rồi mà. Đúng là vậy, nhưng bà muốn chúng ta tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa, vì lần này có rất nhiều khách tới. Lần trước đâu có ai đâu.
Lần này mình phải ăn mừng chứ, đúng không? Em có biết không, hôm nay anh có xin ba của anh á, cho chúng ta làm khác một chút. Anh muốn tất cả mọi người trong làng đều chứng kiến, không phải theo cách truyền thống nữa, mà sẽ hiện đại một chút em à. Anh tin chắc là mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Nó vừa hiện đại, vừa phong cách và có cá tính nữa. Ba đồng ý với anh liền luôn đó. Ờ, nhưng hiện đại là làm sao vậy anh? Nghênh ca, mọi thứ sẽ diễn ra rất là lãng mạn. Khách khứa sẽ cảm nhận được điều này. Cô dâu chú rể, hai người nắm lấy tay của nhau, cùng nhau bước từ cửa đi vào phòng khách. Mọi người sẽ vỗ tay chào đón chúng ta, chào mừng chúng ta đến với hôn lễ của mình. Sau đó chúng ta sẽ lên sân khấu, trao cho nhau ánh mắt âu yếm. Và cô dâu chú rể sẽ hôn nhau. Hôn? Ờ, hôn, hôn nhau đó. Là hôn. Ờ, không. Được. Ờ, không, ý em, có mọi người mà. Đúng vậy Ganga, anh đã ở lại Mumbai, anh cũng ở lại Mangalore rồi kia mà. Vậy mà bây giờ em lại nói gì hả? Không, em không làm được đâu anh. Mọi người cười mình chết. Không được, em không muốn bị xấu hổ đâu anh Jadid. Em nhất định phải làm cho anh, bởi vì anh đã nói chuyện với ba của anh rồi Ganga. Anh nói với ba rồi? Ờ. Vậy ba nói cái gì hả? Nói gì? Vì đây là tục lệ nên chúng ta phải làm theo thôi. Ba không dám phản đối gì hết á. Không, anh Jadid, em không làm được đâu. Anh đừng có bắt em hôn trước mặt mọi người. Em phải nghe anh nói đây nè. Em phải làm điều này vì anh đó. Em biết là anh đang đang chọc ghẹo em thôi mà. Có đúng như vậy không? Em đừng có làm cho anh bực mình nha. Anh không có nhiều thời gian đâu. Đâu phải lúc nào cũng giỡn cho em được. Em phải làm theo lời của anh. Em mà càng từ chối thì anh sẽ càng bực mình đó Kanga. Anh đang giỡn với em anh Jadid. Có phải anh muốn chọc ghẹo em có đúng không hả? Không giỡn nha. Em thử nhìn thẳng vào mặt của anh đi. Bộ giống anh đang giỡn với em lắm hả? Anh đang nghiêm túc. Anh sẽ làm mọi chuyện cho. Kita, những gì chúng ta làm có đúng không vậy? Vậy còn những chuyện gia đình cậu làm với cậu thì sao hả? Họ làm như vậy là đúng hay sao chứ? Mình biết sai, nhưng từ trước đến giờ mình chưa từng uống rượu mà anh Kita. Cậu biết đó, gia đình mình cực kỳ ghét những người nào uống rượu đó cậu à. Không sao đâu Sanchi, cậu không cần phải lo lắng. Chưa thử làm sao biết, chúng ta cũng đâu còn nhỏ nữa. Mỗi khi mình thấy buồn, mình đều mượn rượu để giải sầu. Rượu nó giống như là thuốc tiên vậy đó, giúp chúng ta quên hết. Cậu sẽ không phải suy nghĩ điều gì nữa, buồn phiền sẽ tiêu tan ngay lập tức. Cậu chỉ cần thử một lần thôi mà Sanchi. Nếu không,
Không ai chịu hiểu cho nỗi đau của cậu bây giờ đâu Sanchi. Chỉ có cái này với chúng ta thôi. Thiệt đó, chỉ khi cậu say rồi cậu mới thấy thanh thản. Cậu cứ tận hưởng đi rồi thư giãn. Thử một lần không có chết được đâu mà. Uống một ngụm vào trong người thôi, mọi buồn phiền, lo lắng đều tiêu tan hết. Cậu không cần ai giúp, cậu cũng sẽ thấy cuộc đời này toàn là màu hồng thôi Sanchi. Tin mình đi, uống đi, nhanh lên. Nhưng nếu có người biết được chuyện này thì sao? Cậu đã tới nhà mình rồi mà Sanchi. Yên tâm đi, đây sẽ là bí mật riêng của hai chúng ta, mình hứa đó. Nhanh lên đi, uống hết đi. Nhanh lên. Sanchi, chỉ một ngụm thôi. Cạn ly. Sanchi, sao cậu còn chưa uống đi? Mau uống đi. Đầu tiên cậu nên nhấp từng chút một, tin mình đi, nó ngon lắm. Cứ uống, đã có mình, không sao hết. Được chứ? Thôi được rồi, mau uống nhanh lên đi Sanchi. Mau uống đi, nhanh lên. Được rồi, cũng từ từ thôi. Thở đều, cảm giác này sẽ qua nhanh lắm, thấy chưa? Giờ cậu thử uống thêm đi. Nữa đi. Mina đâu rồi? Dạ bà ấy đang ở trong phòng. Để tôi kêu nha. Thôi, anh lấy cho tôi ly nước đi. Dạ. Mina, cô nói với Sanchi thế nào vậy? Mọi chuyện đã lâu rồi, tôi còn tưởng là cô đã quên chúng rồi chứ. Sẽ tốt hơn nếu như cô chịu quên chúng Mina. Em cũng muốn lắm. Em không muốn nhớ chúng. Càng nhớ tới em đau lòng hơn thôi anh à. Nhưng dù cố thế nào, em cũng không thể quên được. Tôi hiểu mà. Nhưng mà có những chuyện chúng ta không thể thay đổi. Vậy thì tội tình gì chúng ta phải nhớ chúng? Trấn an bản thân đi. Em không sao đâu anh. Cuộc hẹn của anh thế nào rồi? Tốt. Đúng rồi, Sanchi chắc sẽ hỏi mọi người đi đâu hết rồi. Cô nói với con bé thế nào vậy?
Em nói với nó, tất cả mọi người đi tham dự buổi lễ khai mạc trường rồi thưa anh. Rồi sao? Nó không sao, con bé lặng lẽ đi về phòng rồi. Tôi muốn đi gặp con bé. Nếu có thể thì tối nay chúng ta làm món gì con bé thích ăn đi. Như vậy sẽ làm cho nó không còn buồn nữa, cũng không thắc mắc nhiều. Dạ. Anh cứ lên phòng gặp con bé đi. Để em đi pha trà cho hai người uống nha. Cảm ơn. Sanchi, con à. Sanchi. Mina. Mina. Dạ. Sanchi không có ở trong phòng. Không có trong phòng. Nó đi đâu được chứ? Chào mẹ. Chào ba. Con đây. Có thấy không hả? Con đang rất vui vẻ. Ba mẹ của cậu không có ở đây được ngốc. Đây là nhà của mình mà. Đúng rồi. Vậy mà mình quên mất, hiện giờ gia đình mình đang ở chai xa mà. Mọi người đang ăn mừng đám cưới của Sadis với cô Ganga đó. Không ai thèm quan tâm tới Sanchi này nữa. Không ai. Sadis, Ganga và cả chị dâu Anandi vĩ đại đó, ba người họ đều là kẻ thù lớn nhất. Cả ba xúm lại để mà hủy hoại cuộc đời mình. Mọi người trong nhà mình ai cũng thương họ hết. Sanchi, cậu đừng có uống nữa. Cậu đã uống nhiều lắm rồi. Mình không sao đâu. Nhưng mà cậu nè, cái này là mình bị nóng. Sao mình có cảm giác rất nóng? Hay là trái tim của mình bị nóng vậy? Mọi người đã bỏ mặc mình, đi tới đó để chúc mừng cho đám cưới của Sadis và cái cô Ganga đó. Sanchi, mày cũng nên tới đó. Mày phải góp vui cho mọi người chứ Sanchi. Xin chào. Dạ, xin chào. Xin chào bụi hạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mời mọi người vào trong dự tiệc nha. Cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Dạ, xin chào. Xin chào bà Sa. Xin chào. Xin chào. Dạ, cảm ơn nhiều. Xin chào. Xin chào. Bà Kanjani ơi, bà tới rồi đó hả? Thật linh ban phước, cảm ơn bà đã đến đây với chúng tôi. Ủa bà, kỳ vậy, sao tôi không thấy cô dâu chú rể đâu? Hai đứa tụi nó nên ở dưới này để đón tiếp khách khứa mới phải chứ. Tại sao tụi nó phải làm việc đó chứ? Tụi nó đã kết hôn đúng không? Phải chờ đến lúc thích hợp mới xuất hiện. Sao bà tò mò vậy? Đợi một chút không được sao? Mấy bà nóng ruột lắm rồi hay sao hả? Bà nhìn bà kìa Kanjani. Bà gần như vui sướng đến phát điên lên vì cháu trai của bà có một đôi vợ tốt. Nếu tôi mà không vui mừng như vậy thì làm sao mà được kia chứ. Tôi chúc mừng cho bà. Mọi người mau vào trong nhà nhanh đi. Đi. Xin chào mọi người. Cháu chào bà. Cháu khỏe không? Dạ cháu khỏe lắm thưa bà. Cháu đi gặp mẹ một chút nha bà. Đi đi.
Dạ, đây là quà dành cho bà. Ai đó đã nói, cuộc sống này vốn dĩ như là một đóa hoa. Chúng ta hãy mỉm cười và quên hết mọi muộn phiền. Cười sau khi chiến thắng không phải là tất cả, mà chinh việc cho ai đó nụ cười thì đó mới là cuộc sống ý nghĩa. Cảm ơn ông rất nhiều ông già. चालाक, तेज तर्रार। ओके, वाह, लड़की को तो जीतना ही था। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बस एक छोटी सी शिकायत है।